hợp ấy. Trời ơi. Tao này tao ăn nhiều cay cho nên là thỉnh thoảng tao lại bị nhiệt miệng. Mày ăn gì cay? Tao ăn Hàn Quốc. Mày ăn làm gì cái đấy? Có tiếng ăn chấm thịt cá, xào thịt cá. Nói chung là cái nào tặng cho một mua ấm tăng ớt mà. Tao ăn cái đấy nhá. Đây tao lại kể cho mày. Mỗi lần tao định ăn cái gì cay tao lại nghĩ đến cái lưng mày, cái mặt mình. Xong rồi tao không ăn nữa. Nhưng mà tao giờ nó ăn không bị. Tháo ơi mấy giờ rồi nào? Ngồi được kém rồi. Chị em cho em gửi tiền anh quán. Thôi tao trả cho, còn đấy mày trả cái kia rồi. Anh em ơi. Quay đủ chưa? Quay chưa đủ. Không biết bởi vì hôm nay không làm đâu. Tại vì đâu nhỉ? Bắt đầu nhỉ? Giấy kia. Đúng không? Đây. Không biết tối về phải đăng mình biết rồi chứ. Tao còn phải ngồi cắt ghép để cho nó đủ số. Số lượng phút bởi vì từ nãy bị dừng rất nhiều, nó không quay đủ phút ấy. Còn một đoạn rất dài nữa mới về đến nhà. Nhưng mà đi đêm vui mà, đi đêm về. Okay. Ui. Chó thả. Mày cứ làm tao phải giật bao nhiêu phút. Ôi nhìn ông này. Nhìn ông. Tại sao ông ấy đứng một đại ngồi của mình ở đấy nhỉ? Cái xe đạp mệt vãi trưởng. Ngày trước bọn tao đi ra đây kiểu đi từ quê ra Hà Nội nó là một cái điều mẹ kiểu siêu kiểu vi phạm, kiểu siêu vãi trưởng, kiểu cái trạm xe buýt thì xa ấy, mình phải đạp xe cong đít lên tận đấy xong rồi bắt đầu lo tiền vé xe rồi kiểu cái đấy là nhắm điện thoại. Kiểu gì cái đợt phải ra Bách Khoa mệt vãi, đã hiểu đâu nghĩ đến ngày đấy thấy bế tắc vãi trưởng.
tuổi thơ chỉ đạp đạp và đạp. Nhờ ngày xưa đam mê thuê chuyện vãi. Ngày trước thuê ở ngoài này thuê bao tiền một quyển? Ngày xưa ở chỗ tao á, mới đầu là 500, xong rồi lên 1.000, xong lên 1.500, bây giờ 2.000, kéo bây giờ 3.000 rồi ấy. Mày ơi, cái con đằng trước mặt mày như là 40 tỷ hay sao ấy. Đúng không? Con xe này. Lần trước tao nhớ có một con, nó cũng có chữ Ranger đấy. Xong rồi thằng Tiến nó mới bảo tao là con đấy 40 tỷ. Con kia nó cũng kiểu như này nhưng chắc không phải bán tải, nhưng mà 40 tỷ đấy. Kiểu lúc đấy mình đang sờ vào con đấy, cũng chưa biết là mình đang động vào con 40 tỷ. Bây giờ cho mình 40 tỷ mình để mình làm gì? Đéo biết, có nhiều tiền thế cũng không biết này. Sợ mẹ, ta sẽ cảm thấy sợ đầu tiên. Sợ mình có quá nhiều tiền.